Chào mừng bạn đến với kênh Khám phá Du lịch. Và hôm nay Khám phá Du lịch sẽ đưa bạn đến một quốc gia được mệnh danh là sạch sẽ nhất thế giới, đó là Singapore. Singapore là một trong những quốc gia nằm ở phía nam bán đảo Malay, nằm giữa các cảng Malacca và Singapore. Với tốc độ phát triển kinh tế và sự hiện đại độc đáo, Singapore đã trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng trên toàn thế giới. Dưới đây là top 10 địa điểm du lịch đẹp nhất tại Singapore. Đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là khách sạn Marina Bay Sands. Marina Bay Sands là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng và độc đáo tại Singapore. Được mở cửa vào tháng 4 năm 2010, Marina Bay Sands không chỉ là một khách sạn sang trọng mà còn là một khu giải trí tích hợp và biểu tượng kiến trúc độc đáo. Marina Bay Sands là một trong những khách sạn cao cấp nhất thế giới với hơn 2.500 phòng nghỉ sang trọng và tiện nghi hiện đại. Các phòng đều có tầm nhìn view tuyệt vời về vịnh Manila. Ngoài ra, tại Marina Bay Sands, du khách còn có thể tận hưởng hồ bơi du cực ở tầng 57. Bên cạnh đó, trên tầng thượng còn nhiều dịch vụ khác như là đường đi bộ, nhà hàng, quán bar, bảo tàng, sòng bạc và nhà hát. Marina Bay Sands không chỉ thu hút du khách bởi kiến trúc độc đáo và hiện đại, cao cấp mà còn là vị trí thuận lợi gần nhiều điểm du lịch và giải trí khác của Singapore. Điểm đến độc đáo thứ hai tại Singapore đó là Garden by the Bay. Garden by the Bay là một khu vườn quy mô lớn tại Singapore, nằm gần trung tâm thành phố, ngay cạnh khu vực Marina Bay Sands. Được khai trương vào tháng 11 năm 2011. Garden by the Bay là một điểm đến du lịch nổi tiếng và được biết đến với các công trình kiến trúc độc đáo và không gian xanh tươi mới. Garden by the Bay còn có các khu vườn mang đậm bản sắc văn hóa và lịch sử của Singapore như khu vườn Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Garden by the Bay không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là một công trình kiến trúc ấn tượng. Với hệ sinh thái tự nhiên và nghệ thuật hiện đại, tạo ra một trải nghiệm độc đáo và tuyệt vời cho du khách muốn khám phá sự kết hợp giữa thiên nhiên và công nghệ. Điểm du lịch thu hút ấn tượng thứ ba tại Singapore đó là Sentosa Island. Sentosa Island là một đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Singapore, nằm cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 15 phút đi xe. Được biết đến với các khu vui chơi, bãi biển tuyệt vời và nhiều hoạt động giải trí. Sentosa thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Dưới đây là một số điểm nổi bật của Sentosa Island. Đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là phim trường Universal, là một công viên giải trí toàn diện với các trò chơi, địa điểm quay phim nổi tiếng và các khu vực giải trí dành cho mọi lứa tuổi. Điều thú vị thứ hai tại Sentosa Island đó là Sea Aquarium, là một trong những thủy cung lớn nhất thế giới. Sea Aquarium mang đến cho du khách trải nghiệm gặp gỡ với những loài động vật biển đa dạng và hấp dẫn. Bên cạnh đó, còn hàng loạt các địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại Sentosa Island. Sentosa Island không chỉ là một điểm đến giải trí mà còn là một địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho những người muốn tận hưởng những kỳ nghỉ tại Singapore. Điểm du lịch nổi tiếng thứ tư tại Singapore đó là Chinatown. Chinatown là một trong những khu vực lịch sử và văn hóa quan trọng nhất tại nhiều thành phố trên thế giới, bao gồm cả Singapore. Nơi đây thường mang đến những trải nghiệm độc đáo với văn hóa Trung Quốc rất đặc sắc, từ ẩm thực, mua sắm đến kiến trúc và các hoạt động văn hóa. Dưới đây là một số đặc sắc tại khu vực Chinatown của Singapore. Đó là Thi Hancock Khen Temple, Simariaman Temple, Chinatown Heritage Center, Bazaar và mua sắm.
Chinatown Street Market, Pagoda Street, Chinatown Food Street, Chinatown Night Market. Chinatown ở Singapore không chỉ là nơi gìn giữ và duy trì văn hóa Trung Quốc, mà còn là một địa điểm thu hút du khách quốc tế và địa phương đến khám phá và tận hưởng không khí độc đáo của một cộng đồng lớn và đa dạng. Điểm du lịch đặc biệt thứ 5 tại Singapore đó là Little India. Little India là một trong những khu vực độc đáo và đầy màu sắc tại Singapore, nơi du khách có thể trải nghiệm văn hóa ấn tượng của cộng đồng Ấn Độ. Khu vực này có đủ mọi thứ, từ chợ đến đền thờ và ẩm thực đặc sắc. Dưới đây là một số địa điểm đặc biệt nổi bật tại Little India. Đó là Sivaramakaliamman Temple, là một trong những đền Hindu lớn nhất tại Singapore. Nó được xây dựng vào năm 1881 và là điểm tôn giáo quan trọng của cộng đồng Ấn Độ. Điểm du lịch thứ 6 rất là đặc biệt đó là Orchard Road. Orchard Road là một trong những khu phố mua sắm và giải trí hàng đầu tại Singapore, nổi tiếng với những cửa hàng thời trang, những quán cà phê và nhà hàng sang trọng, cũng như các trung tâm thương mại lớn. Đây là địa điểm không thể bỏ qua cho những tín đồ yêu thích mua sắm và giải trí. Dưới đây là một số địa điểm đặc biệt nổi bật của Orchard Road. Đầu tiên phải kể đến đó là Aeon Orchard. Đây là một trong những trung tâm thương mại mua sắm cao cấp nhất tại Singapore. Aeon Orchard có chứa nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng quốc tế cũng như là của địa phương. Bên cạnh đó, du khách còn có thể tham quan các địa điểm khác như Paragon Shopping Center, Orchard Center, tổ hợp mua sắm Somerset 33, vân vân. Orchard Road không chỉ là một điểm đến mua sắm mà còn là trung tâm của nền văn hóa và giải trí tại Singapore. Khám phá khu vực này sẽ đưa bạn vào một trải nghiệm độc đáo và sự kết hợp giữa thương mại, ẩm thực và giải trí. Địa điểm du lịch thứ 7 không thể bỏ qua khi đến với Singapore đó là Singapore Zoo and Night Safari, là hai điểm đến du lịch nổi tiếng tại Singapore. Nổi bật với nhiều trải nghiệm gặp gỡ động vật, Singapore Zoo nổi tiếng với môi trường tự nhiên rộng lớn, tạo điều kiện sống gần giống như tự nhiên cho động vật. Các khu vực động vật được thiết kế sao cho chúng có không gian rộng rãi và thiên nhiên nhất có thể. Ngoài ra, tại Singapore Zoo, du khách còn có thể trải nghiệm thực tế các dịch vụ như là chiêm ngưỡng cuộc sống thực tế của các loài động vật, ví dụ như là River Safari, Rainforest Kid World, Splash Safari Show. Night Safari là công viên động vật đầu tiên trên thế giới mở cửa vào buổi tối, tạo ra một trải nghiệm du lịch động vật độc đáo. Du khách có cơ hội quan sát những hành vi tự nhiên của động vật khi chúng hoạt động vào ban đêm. Cả hai địa điểm này mang lại những trải nghiệm du lịch động vật độc đáo ở Singapore, nơi du khách có thể có cơ hội gặp gỡ các loài động vật từ khắp nơi trên thế giới và tham gia vào những hoạt động giáo dục và giải trí. Điểm du lịch thứ 8 mà chúng ta không thể bỏ qua đó là quận tài chính, hay còn được biết đến với tên gọi là Central Business District, là trái tim tài chính và kinh doanh của Singapore. Nằm tại trung tâm thành phố, quận này không chỉ là nơi tập trung các tòa nhà cao ốc và văn phòng lớn, mà còn là trung tâm của nền kinh tế quốc gia. Quận tài chính Singapore không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là địa điểm hấp dẫn cho du khách muốn trải nghiệm sự phồn thịnh và hiện đại của thành phố này.
Địa điểm du lịch đẹp thứ 9 tại Singapore đó là Kampong Lam. Kampong Lam là một quận với lịch sử và văn hóa độc đáo tại Singapore, nằm ở khu vực Bugis. Nơi này là quê hương truyền thống của cộng đồng Malay. Kampong Lam mang lại cho du khách một cảm giác thực sự về sự đa dạng văn hóa của Singapore. Du khách có thể tận hưởng không khí truyền thống, khám phá nghệ thuật đương đại và thưởng thức ẩm thực độc đáo trong khu vực này. Địa điểm du lịch thứ 10 tại Singapore đó là Ascott Park, là một trong những công viên ven biển lớn và phổ biến nhất tại Singapore, nằm dọc theo bờ biển phía đông của quốc đảo. Nơi này không chỉ mang lại không gian xanh tươi mát, mà còn là điểm đến giải trí và thể thao cho cả gia đình và bạn bè. Ngoài ra, du khách còn có thể tận hưởng các địa điểm du lịch khác tại Ascott Park như là khu picnic và BBQ, trung tâm cho thuê xe đạp và patin, Marine Cove, công viên đồi cỏ xanh, khu vui chơi trẻ em. Singapore nổi tiếng không chỉ với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ mà còn với sự đa dạng văn hóa ẩm thực tuyệt vời và hệ thống giao thông công cộng hiệu quả. Du khách thường được đánh giá cao sự an toàn và sạch sẽ của thành phố này, cũng như là sự đổi mới và sáng tạo trong kiến trúc và thiết kế. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi kênh Khám Phá trong thời gian qua. Nhớ like, subscribe và share cho kênh để nhận được nhiều video hay khác nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.